Ok, Hùng Lê xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư và chúng ta lại cùng gặp lại trong bản điểm tin tối thứ sáu hàng tuần để chúng ta cùng phân tích đánh giá định lượng lại toàn bộ tình hình thị trường. Sau đó thì chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu vì hôm nay là trong tuần vừa rồi cái bản admin của Hùng Lê bị hỏng, chính vì vậy nên là phải setup lại một số cái dữ liệu trên đấy, nó mất khá nhiều thời gian nên là cái bản tin của ngày hôm nay khá là muộn. Chính vì vậy Hùng Lê sẽ tóm lược những cái ý nó khá là cơ bản nhất về thị trường. Thì trong chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong bản điểm tin video số 92 thì hôm nay tiếp tục có những cái đánh giá về động lực về thị trường của chúng ta sẽ có một tuần hết sức là khó khăn. Không ở trong những cái trend xu thế ngắn hạn thì không tìm thấy có quá nhiều các cái động lực để giúp cho thị trường tăng điểm, và đặc biệt là có lưu ý nhấn mạnh đến cái việc là thị trường của chúng ta trong phiên ngày thứ hai, ngày thứ ba và ngày thứ tư, ít nhất là phải đến ngày thứ tư thì cái áp lực chỉnh mạnh của thị trường rất là lớn. Cùng với đó thì Hùng Lê cũng đã có những cái đánh giá về phái sinh, đó là cái kèo phái sinh ở trong cái thời điểm hiện tại, đó là trend chủ đạo là trend 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 sọc. Đó, trend chủ đạo là trend sọc bởi vì Hùng Lê cũng đã nhìn thấy có những cái đánh giá về những cái tác động của thị trường nó khá là xấu. Cùng với đó thì Hùng Lê cũng có những cái khuyến nghị tất cả những cái mã cổ phiếu mà hồi hoặc là đạt kỳ vọng thì chúng ta sẽ chốt, đó là quan điểm xuyên suốt, bởi vì cái thị trường hiện tại thì chúng ta cũng không có quá nhiều cơ hội, chính vì vậy nên là khi mà chúng ta bớt lỗ đi một tí hoặc là chúng ta hồi thì chúng ta cũng sẽ phải canh chốt. Và trong trong buổi trong ngày thứ trong ngày thứ ngày 25 tháng 2 trong ngày 25 tháng 2 thì Hùng Lê tiếp tục có những cái đánh giá định lượng và tập trung để giải quyết hai vấn đề chính, đó là vấn đề về thị trường chung. Thì trong cái kịch bản Hùng Lê phân tích và dự báo ở trên team cho tất cả những anh chị em của chúng ta thì dự kiến là phái sinh sẽ sọc về ở khoảng vùng 825 đến vùng 820, và tại đây thì chúng ta xem là đội long có nhảy vào hay không. Và nếu như tại vùng 825 điểm đội long không nhảy vào thì sẽ đạp một nhát nữa, tức là nó sẽ đạp về khoảng vùng 810 điểm. Đó. Thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy rằng là trên thực tế ở đây thì phái sinh của chúng ta đã đánh về vùng 800 850 850 850 điểm, và tại vùng 850 điểm này thì đã không đội 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 long đã không vào. Và sau đó thì Hùng Lê tiếp tục có những cái dự báo là có thể phái sinh sẽ tiếp tục đạp lại. Đó, phái sinh có thể sẽ tiếp tục có những cái động thái đạp lại về vùng 810. Đó. Về vùng 810, và trên một cái thực tế thì Hùng cũng có thể chúng ta cũng có thể thấy rằng là phái sinh của chúng ta thì kết tuần thì nó ở tầm 830, nhưng trên thực tế là đã đạp về vùng 820, và cái điểm sâu nhất trong cái kịch bản mà phái sinh của Hùng Lê dự báo đó là vùng 810. 810 các anh chị, 810. 810. Đó, 810 thì nó chưa về đến 810, tức là nó đã về đến vùng 820, thì như vậy là đây là cái điểm mà kết kết tuần trước thì phái sinh của chúng ta đang ở ở mức 870, và Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo về những cái kịch bản rất là bi đát đối với phái sinh, đó là chỉnh giảm về tận vùng 810. Nếu như tại vùng 820 này mà cầu không bắt trở lại thì đã chỉnh về vùng 810, và chúng ta cũng thấy rằng là những cái dự báo sớm của chúng ta nó rất là hiệu quả để cho chúng ta sẽ có được những cái định lượng tốt nhất. Và sau đó thì Hùng đánh giá là phái sinh sẽ có thể có cái xu hướng đi ngang ở vùng 820 trong một vài phiên tới, tức là tại cái vùng 810 này thì Hùng dự báo là đội long sẽ bắt chết đội sọc, tức là đến cái vùng hỗ trợ này thì đội long sẽ bắt đầu vào, và thực tế là đội long đã bắt đầu vào từ vùng 820 đấy, trong rất nhiều các cái kịch bản kéo xuống và cứ chạm đến vùng này thì đội long liên tục kéo lên, thì đấy là những cái định lượng khá là quan trọng để cho các anh chị có thể đánh cái phái sinh. Còn đối với cơ sở thì sao? Còn đối với cơ sở VN Index thì Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo là sẽ trả lại cung ở vùng 890. Tức là VN Index sẽ đạp về vùng 900 890, và nó song trùng với kịch bản là phái sinh đạp về vùng 820 và sâu hơn có thể là vùng 810. Thì đấy là những cái dự báo sớm, và trên cái thực tế đó thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong tuần vừa rồi thì ở VN Index của chúng ta những cái dự báo về vùng 890
Thậm chí là VN-Index đã thủng vùng 890 so với dự báo của Hùng Lê, tức Hùng Lê đã có những cái dự báo về vùng 890 và các anh chị cũng có thể thấy rằng là thị trường của chúng ta đã rơi rất là mạnh. Điểm sâu nhất ở đây là vùng 873. Như vậy là so với những cái dự báo của Hùng Lê đã lệch đến khoảng tầm 19 điểm. À 10 xin lỗi cả nhà, 17 điểm đúng không ạ? 17 điểm để cộng với 873 thì nó về đến vùng 890. Và cái điểm kết tuần thì lúc đó thì VN-Index của chúng ta đang treo ở vùng khoảng 940. Đó. Đang ở khoảng vùng này. Thì đấy là những cái dự báo sớm, đấy là những cái dự báo sớm Hồng Lê đã có những cái phân tích ở trên team Zalo VPS N01 vào tối ngày 25 tháng 2. 25 tháng 2. Và Hùng Lê có giải thích cho các anh chị về cái thuật ngữ, thì những cái này thì Hùng Lê không có nói ở đây. Hùng Lê chủ yếu là Hùng Lê nói về cái thị trường của chúng ta. Như vậy và trong một tuần thì chúng ta cũng thấy là rất có khá là nhiều những cái yếu tố ở trên trên thị trường xảy ra. Vì vậy nên là trên team của Hùng Lê thì cũng có rất nhiều các cái thông tin. Đó là những cái dự báo sớm, những cái kịch bản về thị trường ở trong tuần vừa rồi. Thì chúng ta cũng thấy rằng là trên thực tế thì Hùng Lê cũng chỉ dự báo là VN-Index của chúng ta khả năng sẽ chạm về trả cung cầu về 890, nhưng trên thực tế thì đã đi về nơi xa hơn như vậy. Một phần được lý giải về việc thị trường của chúng ta giảm mạnh thì chúng ta cũng có thể nhìn sang những người anh em, đó là Dow Jones cũng hiện tại là đang bị bán một cách gọi là bán tống bán tháo. Chúng ta thấy rằng là cả một cái quá trình Dow Jones từ vùng 26.000 và tiệm cận lên vùng 30.000 thì nó đi ròng rã bao nhiêu tháng, ít nhất là đây từ 4 5 tháng. Trong khi đó thì chỉ có 3 phiên thôi. Chỉ có 3 phiên, 1 2 3 4 phiên, tức là cũng chỉ có trong 4 phiên tuần vừa rồi thì Dow Jones cũng đã có một cái nhịp rơi rất là mạnh. Chính vì cái sự rơi mạnh của Dow Jones dẫn đến cái việc là những cái tâm lý đầu tư trong trong nước của chúng ta nó cũng xuất hiện những cái tín hiệu không thực sự là tích cực, và bản thân chỉ số Hang Seng Nikkei cũng như vậy, Nikkei cũng rơi thẳng đứng luôn. Ở chỉ số Shanghai thì hôm nay mới bắt đầu rơi, chỉ số Shanghai thì nó tích cực hơn. Shanghai thì hôm nay bắt đầu rơi. Đó thì chính vì những cái yếu tố tác động bên ngoài như vậy thì VN-Index của chúng ta cũng không nằm ngoài được những cái kịch bản mà rất là xấu và rất là tệ. Ok, thì đấy là Hùng vừa mới điểm qua lại toàn bộ những cái kịch bản mà chúng ta phân tích ở trong tuần vừa rồi. Bây giờ chúng ta sẽ điểm qua nhanh các anh chị nhé. Điểm qua nhanh thôi. Đối với VIX thì hiện tại vẫn là một cái vùng dự báo tích lũy đi ngang ở khoảng vùng 104 đến 105 các anh chị. Khả năng ở cái điểm này thì VIX cũng sẽ ngừng rơi để ủng hộ xu thế của thị trường. Vinhome thì ngày hôm nay hơi xấu. Rất may là cái cây nến của ngày hôm nay thì đã lấy lại được vùng 80. Bản thân Vinhome thì có một cái nền tích lũy ở 80 đến nền 82. Và nếu như mà Vinhome gãy 80 thì cái xu thế để Vinhome quay lại vùng 75 là rất là cao. Trên thực tế thì trong những cái thời điểm ngắn hạn thì Hùng Lê đang nhìn thấy tín hiệu MACD khá là xấu, tín hiệu dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, và như vậy thì khả năng là sang tuần thì Vinhome có khả năng xu thế rơi về vùng 75 rất là cao. VRE thì trong cái nhịp hồi vừa rồi thì Hùng cũng đã có những phân tích định lượng ở vùng kháng cự 32, vùng hỗ trợ vùng 28. Trong những cái nhịp hồi phục này thì Hùng Lê đánh giá là VRE không bền, bởi vì là dòng tiền nó không có. Ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng đang cho những cái tín hiệu khá là xấu của VRE, và dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống và có xu thế chạm đáy, thì Hùng Lê cũng kỳ vọng khả năng là VRE sẽ ngừng rơi ở khoảng vùng 28 và tích lũy đi ngang ở vùng này. Không có cơ hội để đầu tư. SAB thì những cái phân tích định lượng của Hùng Lê thì đã có rồi. SAB sẽ bước vào một cái chu kỳ giảm giá chung và dài hạn. Nó có rất nhiều các cái nguyên nhân, những nguyên nhân về những cái nghị định mới về cấm uống bia rượu thì nó sẽ giảm những cái doanh thu rất là lớn của Sacombank, của SAB, Sabico. Và hơn thế nữa thì ở trên những cái trend kỹ thuật thì chúng ta thấy rằng là SAB đã gãy vùng 180, và khi gãy vùng này là coi như là cái vùng đệm cuối cùng, thì như vậy là SAB tiếp tục có một cái nhịp trend rơi dài sau này, và chúng ta cũng không không đầu tư. Tóm lại là chỉ phân tích để chúng ta định lượng lại thôi. Bản thân Vinamilk thì cũng như vậy. Vinamilk thì sau một cái nhịp rơi về chạm vùng 100 đây thì Vinamilk đang có những cái xu thế đi ngang, và hiện tại
Hiện tại thì Vinamilk cũng chưa thể tăng giá được đâu, và Vinamilk thì vẫn trong một cái biên tích lũy đi ngang ở khoảng vùng 105, vùng kháng cự ngắn ở vùng 110, và cũng chưa có những cái tín hiệu đột biến từ Vinamilk. VTC thì những cái tác động tiêu cực về dịch nCoV thì nó đã hiện hữu, và bản thân thì Hùng Lê cũng đánh giá rằng trong cái nhịp này thì VTC đã gặp kháng cự vùng 130 lại chỉnh giảm lại, và những cái nhịp đi ngang đi ngửa ở đây nó không thực sự là tích cực, và cái xu thế để hiện tại thì như vậy là VTC lại quay lại về nền 120. Và nếu như về đến nền 120 này mà cổ phiếu không giữ lại được, cơ bản là đầu tiên thì bây giờ chúng ta trong cái bản tin phân tích tuần thì Hùng chỉ đánh giá ở cái mốc 120, và sau đó thì Hùng sẽ quan sát những cái tín hiệu kỹ thuật ở mốc 120, sẽ có thêm những cái định lượng cho tất cả những anh chị em ở trên team Zalo hàng ngày. Còn các anh chị thì có thể có những cái comment ở dưới các cái bản tin hàng tuần. BVH, bản thân BVH thì cũng như vậy, cơ bản vẫn là một cái xu thế lình xình đi ngang và tích lũy ở quanh nền 55, chưa có động lực tăng giá, kháng cự ngắn ở khoảng vùng 60, nhưng mà xu thế thị trường hiện tại thì cũng khá là khó để mà cổ phiếu này đi vượt lại về vùng 60. Mansan MWG MSN. Mansan thì cũng không có gì đột biến, vùng hỗ trợ 49 thì xu thế hiện tại là cổ phiếu vẫn đi ngang ở quanh cái vùng này thôi. Vùng 49 mà không giữ được thì như vậy là chúng ta cũng có thể nhìn thấy là Mansan tiếp tục có một cái vùng rơi 40 về đây. Và bản thân thì những anh chị đồng hành cùng với team của Hùng Lê thì các anh chị cũng đã có được những cái phân tích định lượng của Hùng Lê, đâu đó Mansan là khoảng vùng vùng 8x, và từ cái vùng đó thì Hùng đã có những phân tích định lượng về Mansan đang đi vào một cái trend giảm rất là dài, và đến bây giờ thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nếu như chúng ta chầy cối từ cái vùng 80 thì đến thời điểm hiện tại là chúng ta mất khoảng tầm 40% vị thế rồi đấy. Và xu thế hiện tại của Mansan thì cũng không có gì đột biến, dòng tiền tiếp tục đi ngang và chưa có những cái dấu hiệu khởi sắc của Mansan ở đây, và chúng ta lưu ý ở cái vùng 49-50. Nói chung là cái biên ở đây này nó có thể là nó sẽ có những cái điểm thấp ở đây, nếu mà như gãy vùng khoảng 47.5, nếu vùng 47.5 của Mansan bị gãy thì như vậy là Mansan sẽ còn một cái nhịp đạp nữa rất là mạnh ở đây đi về vùng 40. Các anh chị những ai đang có Mansan thì chúng ta cũng lưu ý. MWG, bản thân MWG thì Hùng cũng đã có phân tích những cái nhịp sóng hồi ở đây, và cái điểm hỗ trợ của MWG ở 105 thì đến thời điểm hiện tại là chưa gãy. Cái lực cầu của MWG ở thời điểm hiện tại ở nâng đỡ ở cái vùng 105 này khá là tốt, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở cái vùng 105 này, và cái điểm mà mắc có thể hồi phục được nó khoảng rơi vào khoảng vùng 114 đến vùng 115. Với những cái xu thế hiện tại của MWG thì cổ phiếu này trụ này vẫn là trụ gọi là tích cực hơn cả. Tuy nhiên các anh chị lưu ý giúp Hùng Lê vùng 105 này nó rất là quan trọng, nếu như mà nó bị đạp gãy ở vùng 105 thì như vậy là cái xu hướng cổ phiếu sẽ đi về vùng 95. Còn nếu như một đến hai phiên nữa mà MWG vẫn tiếp tục tích lũy đi ngang được thì nó sẽ xuất hiện một cái lực hồi ngắn ở đây. Thì cái lực hồi ngắn này là cái cơ hội để cho các nhà đầu tư của chúng ta thoát hàng, bởi vì bản thân MWG Hùng Lê đánh giá rằng là MWG đã đi về bên kia của một cái downtrend, và cái quá trình downtrend này thì nó sẽ phân phối từ từ các anh chị nhé, nó cứ phân phối từ từ đó, và nó phân phối đến lúc hết hàng, và khi nào mà chúng ta có được những cái điểm hỗ trợ tốt nhất thì Hùng Lê sẽ có những cái khuyến nghị để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể tham gia. PNG, bản thân PNG trong nhịp phân tích sóng hồi ở đây thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về maximum có thể đạt được về khoảng vùng 86, khoảng 86, và sau đó thì sẽ chỉnh giảm lại đâu đó khoảng vùng 81 đến vùng 82. Thì về cơ bản tín hiệu của PNG thì nó cũng không thể tránh khỏi được cái xu thế của thị trường. Thị trường rơi rất là mạnh nhưng PNG vẫn giữ được như thế này thì PNG cực kỳ khỏe, cũng nên phải phải đảm bảo với các anh chị như vậy. Và với xu thế hiện tại thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát là PNG ở vùng giá 81, vùng giá 81 khả năng là cổ phiếu chạm lại đây. Và cái nền hỗ trợ dài của PNG thì vẫn là nền 78 đến nền 80, thì chúng ta sẽ tiếp tục quan sát ở vùng 81 để có thêm những cái định lượng. Thì bản thân PNG thì cũng một số các nhà đầu tư là chưa kịp thoát ra ở cái vùng 86 ở đây, thì chúng ta sẽ canh những cái nhịp hồi kỹ thuật để chúng ta đảo hàng
chúng ta đảo hàng và chúng ta giảm giá vốn. Mã P&G, Bình Minh, BMP. Bản thân Bình Minh thì cũng đã có một cái nhịp rơi rất là mạnh, và cái lực cầu thì bắt đầu có xuất hiện ở vùng 40.5 đến vùng 42, và sau đó thì Hùng Lê có những cái điểm đánh giá rằng là Bình Minh sẽ có những cái phiên trả lại cầu ở khoảng vùng 42, và trên thực tế thì bây giờ là đã trả sạch sẽ và coi như là lại về lại cái biên tích lũy đây, nên hỗ trợ trong cái nhịp này ở vùng 40. Và với xu thế hiện tại của thị trường thì Hùng đánh giá rằng là Bình Minh sẽ có thể có một vài cái nhịp đi ngang hồi phục ngắn ở đây. Đó, đi ngang đi ngắn ở đây để trước khi mà nó hình thành nên một cái nhịp ở nhịp tăng mới thì chúng ta cũng sẽ phải chờ chung, bởi vì thằng Bình Minh này thì nó cũng là một cái blue chip và nó cũng đi song trùng, khá là song trùng với các cái nhịp đánh của VN Index. Chính vì vậy VN Index đang xấu thì Bình Minh nó cũng không thể là tăng mạnh được. Gì? Cơ điện lạnh gì? Thì bản thân Z là trong trong những cái nhịp mà Hùng Lê phân tích ở đây đúng không ạ? Vùng kháng cự dài ở trong nhịp này ở khoảng 35.7, và Hùng Lê có những cái phân tích đánh giá định lượng về việc là Z sẽ chạm về khoảng vùng 33, và cái điểm hỗ trợ dài của Z đó là ở khoảng vùng 32. Trên thực tế thì trong tuần vừa rồi Z đã có đây phiên phiên ngày 25 tháng 2 thì Z đã chạm về vùng 33, và sau đó thì có những nhịp phục hồi ngắn. Và với những cái nhịp phục hồi ngắn này thì Hùng Lê cũng đánh giá không thực sự là tích cực, dòng tiền không có. Chính vì vậy nên là có thể nó sẽ có một cái vài nhịp ban bật ở đây, và những cái động thái hiện tại này thì chúng ta cũng sẽ không có nhiều cơ hội để chúng ta tham gia đầu tư. Tốt nhất là chúng ta nên tránh, bởi vì là chúng ta cũng không có được cái nhịp tốt nhất của Z, bởi Z hiện tại bây giờ là không không có động lực. FPT. Bản thân FPT thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng về cái quá trình phân phối của FPT đây, và sau đó thì Hùng có phân tích một cái nhịp hồi từ vùng 50 đến vùng 55. Và cái nhịp hồi này thì đã đạt được, và trong tuần vừa rồi thì FPT lại có một lực cầu khá là tốt khi mà chạm 55 rồi thì Hùng có phân tích định lượng là FPT sẽ chạm lại về vùng 52. Và từ 52 này thì chúng ta có thể có thêm một cái nhịp hồi nữa, thì trên thực tế là phiên ngày 25 tháng 2 thì chạm về vùng 52 và sau đó thì cầu kéo lên và lại quay lại về vùng 55 đến khoảng vùng 56, 55.5 đến vùng 56. Thì những cái tín hiệu hiện tại của FPT, những cái tín hiệu hiện tại của FPT thì quan điểm của Hùng là những anh chị nào mà đang kẹt hàng chúng ta canh để chúng ta chốt, canh để chúng ta chốt. Bởi vì có thể là những cái nhịp kéo lên như này của FPT để FPT sẽ có một cái quá trình phân phối còn động động lực hiện tại của FPT, bây giờ chúng ta cũng không còn nhiều cái cơ hội nữa để tham gia FPT. Novaland. Bản thân Novaland thì ông này tạo lập thôi, và Novaland thì đang có một cái ngưỡng hỗ trợ đây 52.5, hiện tại là chưa thấy gãy. Cầu ở đoạn này cũng khá là được, nói chung là nếu như anh chị nào mà hay quan tâm đến cổ phiếu này thì cũng có thể tham gia một cái tỷ trọng vừa phải, bởi vì em này thì nó liên quan đến cái tạo lập khá là nhiều. Chính vì vậy nên là chúng ta cũng không 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 mua quá lớn, nó sẽ rất là khó khăn. Thì chúng ta sẽ đi phân tích một số các cái mã cổ phiếu dầu khí. Bản thân Đồng Lê cũng đã có những cái định lượng về việc là nhóm ngành dầu khí sẽ có những cái nhịp chỉnh giảm đến ít nhất là phải hết quý 1, và sau đó đến quý 2 thì chúng ta sẽ tính toán những cái tọa độ về đầu tư. Bản thân gas ở trong những cái nhịp mà phân tích chỉnh giảm đây thì Hùng Lê cũng đã có đưa ra những cái vùng ở đây hồi phục lại và những cái vùng chỉnh lại ở khoảng vùng 85, và chúng ta quan sát ở những vùng 85 này nó cổ phiếu gas sẽ lừng khừng đi ngang ở đây, và Hùng Lê cũng khuyến nghị là các anh chị là chúng ta tốt nhất là chúng ta nên tránh, bởi vì là gas đã đi về một cái quỹ đạo, đó là quỹ đạo của một cái xu thế giảm giá trung hạn, trước hết là trung hạn, đã dài hạn thì chúng ta chưa nói. Và tại vùng 85 này gas đã không thể tích lũy lại được, và với xu thế hiện tại của gas thì gas sẽ có những cái nhịp đánh tích lũy, và như vậy là cái xu thế cơ bản là sẽ hạ độ cao về khoảng vùng 70. Dòng tiền đang cắm đầu đi xuống và tín hiệu MACD cũng đang khá là xấu các anh chị nhé. Ok, về xu thế cao là sẽ chạm về vùng 70, vùng hỗ trợ ở đây. PVD. Đó, bản thân PVD thì các anh chị cũng có thể thấy rằng là
Hùng Lê cũng đã có một cái quá trình phân tích một cái nhịp chỉnh giảm dài của PVD đúng không ạ? Và rất lâu lắm rồi chúng ta không 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 khuyến nghị đầu tư, và ở đây thì Hùng Lê cũng có đánh giá những cái nhịp sóng hồi có thể chạm lại được khoảng vùng 12. Sau đó thì từ những cái vùng này lại bị đạp xuống và sẽ đạp đi đạp lại, và cũng đã dự báo cái nền mà PVD có thể chỉnh về đó là nền 11.5, biên trung bình ở vùng 11 đến khoảng vùng 12. Đó, các anh chị cũng có thể thấy rằng là như vậy. Sau những cái phân tích rất là dài luôn thì PVD đã về đến cái vùng này. Và các anh chị cũng có thể thấy rằng là những cái phân tích của ông Lê thì nó mang cái tính gọi là định hướng khá là dài. Chính vì những cái định hướng khá là dài và khi các anh chị tiếp cận được thì những cái cổ phiếu nào xấu thì tốt nhất là chúng ta tránh ra. Ông Lê đã bảo nó xấu rồi thì các anh chị có thể phân tích và kiểm định lại những cái phân tích của ông Lê, và sau đó thì chúng ta sẽ có những cái quyết định đầu tư. Và bản thân PVS thì cũng hoàn toàn tương tự như PVD, Hùng Lê cũng đã có phân tích một cái nhịp sóng chỉnh dài. Nếu như những anh chị nào mà đã đồng hành cùng với Hùng Lê ngay từ đầu thì chúng ta hoàn toàn chúng ta có thể xem lại được những cái mạch thời gian của Hùng Lê phân tích mã cổ phiếu PVS, và trong cái thời điểm hiện tại thì Hùng Lê đánh giá những cái nhịp hồi có thể chạm lại được vùng 17 và sau đó thì sẽ đạp tiếp về vùng 15 và sâu hơn thì đạp về vùng 14, và các anh chị cũng có thể thấy rằng là cây nến ngày hôm nay thì đã có những điểm đã có những thời điểm là PVS chạm dưới vùng 14 và cái nền biên tích lũy chung và dài hạn ở của PVS ở vùng 13 14 thì đã về rồi. Và như vậy những cái dự báo về việc là nhóm ngành dầu khí sẽ chỉnh giảm hết quý 1 của năm 2020 thì nó cũng đang dần hiện thực hóa về cái việc cái tọa độ mà chúng ta canh để chúng ta chúng ta mua. Mã cổ phiếu PVT thì Hùng Lê cũng đã có những phân tích định lượng ở khoảng vùng giá 13, và trên thực tế thì trong tuần vừa rồi PVT cũng đã không giữ được mức 13 và đã đạp về vùng 12, như vậy là chạm lại bên này. Chạm lại đây thì có thể là sang tuần thì PVT lại tiếp tục có những cái nhịp đi ngang. Có những cái nhịp đi ngang ở đây trước khi mà thị trường chung có những cái sự hồi phục thì PVT cơ bản là nó cũng sẽ bị những cái tác động về thị trường chung và nó cũng sẽ chưa thể tăng mạnh được và sẽ đi ngang tích lũy lại vùng 12. PLX, bản thân PLX trong tuần vừa rồi thì may mắn là chưa gãy vùng 50, kháng cự ở vùng 54, và bản thân thì Hùng cũng có đánh giá rằng PLX sẽ lừng khừng đi ngang ở quanh cái vùng 50 này để tích lũy tạo nền. Bản thân nếu chúng ta nhìn ở trên một cái sóng thì vùng 50 cũng là cái vùng hỗ trợ khá là dài của PLX. Trong những cái nhịp rơi trước đây thì cứ chạm về đến vùng 50 thì gần như là PLX lại tích lũy thành công và hình thành nên một cái nhịp hồi. Thì ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang nhìn thấy là PLX đang tạo thành cái mô hình đáy V kép ở đây. Thì nó cũng sẽ song trùng với cái việc là hết quý 1. Đó, sẽ tạo nền ở đây và Hùng dự báo như vậy. Thì đấy là những cái dự báo sớm của Hùng lên. Chúng ta phân tích một số các cái mã cổ phiếu về nhóm ngành ngân hàng, Vietcombank. Bản thân Vietcombank thì chúng ta bị sai. Tại vì sao bị sai? Đó là Hùng Lê có phân tích đề cập đến cái vùng 87.5. Cổ phiếu này không được gãy thì cái cơ hội mà từ vùng 87.5 này sẽ đánh lên để chạm với vùng 95 là còn. Đó. Tuy nhiên trong tuần vừa rồi thì mở cửa của phiên ngày thứ hai thì cổ phiếu này đã bị gãy mất mốc 87.5. Và chính vì gãy mất mốc 87.5 thì gọi là cái mốc hỗ trợ hay còn gọi là cái mốc tâm lý, thì như vậy là Vietcombank sẽ có xu thế hướng là đánh chạm về vùng 80. Những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy là Vietcombank đang khá là xấu khi dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, tín hiệu đường MACD cũng đang khá là xấu. Như vậy với một cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy thì Vietcombank sẽ tiếp tục có những cái điểm đánh lình xình đi ngang tích lũy lại vùng 80. Bản thân chúng ta định lượng của Vietcombank bị sai. Thực ra thì cũng không phải là sai, sai ở góc độ là ở cái vùng 87.5 này nó không bị gãy, chứ còn nó bị gãy mất cái vùng kỹ thuật rồi thì cái cổ phiếu mà đã bị gãy vùng kỹ thuật rồi thì nó không biết nó chỉnh giảm về đâu. Hiện tại là nó rơi về vùng 80 là nó gặp cái hỗ trợ ở đây thì nó đang bật lại thôi, chứ còn vùng 80 này mà Vietcombank không tích lũy lại được đây thì Hùng Lê cũng đang có dự phòng ở một cái vùng thấp sâu hơn ở dưới này, tức là vùng 70. Đấy, vậy thì những cái tài khoản mà chúng ta đang nắm Vietcombank thì chúng ta phải lưu ý, một là hồi lên thì chúng ta sẽ bán, hồi lên thì chúng ta bán. Trường hợp hai là nếu như gãy vùng 80 với vol đạp mạnh, tức là
đạt khoảng tầm độ 2 triệu cổ phiếu thì chúng ta cũng phải xem xét, bởi vì là lúc đó thì cái tọa độ của Vietcombank nó sẽ đi về những cái hướng phân phối đó. Cái vùng 87.5 này vùng rất quan trọng các anh chị có thể thấy rằng là trong cái nhịp trước ở đây nó không gãy vùng 87.5 thì nó đi ngang thiết chặt, nhưng nó chỉ có rơi qua cái vùng kỹ thuật thôi, thì các anh chị nhìn thấy là nó rơi rất là nhanh đó, thì cái vùng kỹ thuật nó rất là quan trọng như vậy. Bản thân Bit thì chúng ta đã hoàn thành một cái sóng phân tích lít dòng của ngành ngân hàng ở bên này con sóng, và Hùng Lê đã phân tích lên đến tận cái target ở vùng 55 trong hàng tuần, và từ đây thì Hùng đã có những cái nhịp phân tích sóng hồi ở đây, và cơ bản là ở đến vùng 55 thì Hùng Lê đã có những cái đánh giá rằng Bit có thể chỉnh giảm lại về vùng 48.5, và tại vùng 48.5 này Bit không tích lũy lại được thì lại rơi tiếp về vùng 45. Và trong cái kịch bản tuần trước thì Hùng Lê cũng đã có những cái dự phòng về việc là chưa chắc cái vùng 45 này Bit đã giữ được, và dự phòng ở một cái vùng 42.5. Khi rơi về vùng 42.5 rồi thì khả năng Bit mới có thể có được những cái điểm dừng chân ở đây, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy những cái thực tế là Bit đã chỉnh giảm. Và nếu các anh chị cũng thấy rằng là khi Hùng phân tích đúng không, thì chúng ta thấy rằng là nếu như Hùng phân tích chỉnh giảm thì chúng ta cũng thì chúng ta xem đúng không, xem nó xem là ông này nó có giảm thật không đó, và chúng ta kiểm nghiệm qua thời gian để sau đó chúng ta sẽ đưa vào những cái phân tích của ông này đó, sẽ đưa vào những cái góc nhìn để các anh chị lấy làm tham khảo. Tham khảo xong rồi thì các anh chị đưa vào cái quyết định của mình, và nếu như các anh chị mà có những anh chị em nào mà đang đầu tư, hoặc là chúng ta có thể các cái bản tin hàng tuần này thì Hùng Lê cũng rất mong các anh chị chia sẻ ở trên tường của Facebook này, rồi Zalo này, rồi các anh chị có những cái kênh nào đó thì các anh chị chia sẻ giúp Hùng Lê để cho cộng đồng nhà đầu tư của chúng ta có thể tiếp cận được nhiều hơn những cái góc nhìn của Hùng Lê, để ít nhất là chúng ta tránh được những cái điểm sai lầm khi chúng ta mua phải ở những cái vùng như này, thì nó sẽ rất là rủi ro trong cái quá trình mà chúng ta đầu tư. ACB thì Hùng đánh giá rằng trong nhịp này ACB là một mã cổ phiếu mạnh. Tại sao mạnh? Bởi vì Hùng đã có những cái phân tích định lượng. Nếu chúng ta nhìn ở trên biểu đồ tuần thì chúng ta thấy rằng là ACB đã có một quá trình đi ngang khá là dài ở cái vùng nền 21.5. Và khi ACB có những nhịp đánh lên này thì Hùng Lê đã có những cái khuyến cáo dành cho nhà đầu tư, đó là chúng ta cứ bình tĩnh, không có gì phải vội cả, bởi vì kiểu gì thì ACB cũng sẽ lấp lại gáp. Đầu tiên thì Hùng Lê có dự báo về cái vùng 25, và sau đó thì trong cả các cái kịch bản mà Hùng Lê phân tích ở trong team Zalo và một số các anh chị em thì Hùng đã có đưa thêm những cái vùng giá để chúng ta dự phòng. Đó, vùng 24.5 này có một điểm mua này, vùng 24 và vùng 23.5. Thì trên thực tế là trong tuần vừa rồi đều có ACB đều có ba cái mức giá này, và hiện tại thì đang đóng cửa ở vùng giá 25. Đó. Vậy thì khi chúng ta đưa ra những cái mức giá này để làm sao? Để chúng ta đặt kỳ vọng là ở về đến vùng 24 tôi mua 100 chẳng hạn như vậy. Về đến vùng 24.5 tôi mua 100, về đến vùng 24 tôi mua 200, và về đến vùng 23.5 tôi mua lên thành 500 cổ phiếu. Đó thì tất cả những cái điểm này là chúng ta đã dự báo sẵn, và quan điểm của ông Lê là gì? Nền trung bình của chúng ta ở vùng giá 24 thì ACB sẽ có những nhịp đánh lên, và trước mắt thì sẽ đánh chạm lại vùng 26, 27 ở đây, và sau khi mà vượt thoát được cái nền này thì như vậy ACB sẽ là một trong những cái mã cổ phiếu mà sẽ chạy về vùng 3x. Trước mắt là sẽ là 3x. 3x đạt được 30. Và đây là một cái mã cổ phiếu mạnh của nhóm ngành ngân hàng. Hùng Lê đã có những cái khuyến nghị trên team Zalo. ACB hình như là mạng đang bị lỗi các bạn. Đấy, ACB đây, những cái vùng trả cung này, dự phòng này đó, và các cái mã cổ phiếu này, các chú ý này đó, các cái mã cổ phiếu về SHB, STB, vân vân, VIB. Đó. ACB là một mã cổ phiếu khá là tốt. MBB thì hơi nặng mông. Bản thân thì MBB chưa vượt thoát được kênh, và trong một cái nhịp kéo ở đây thì coi như là chạm lại vùng kháng cự 22 là MBB bị rơi. MBB bị rơi. Chạm cái vùng kháng cự đây thì MBB bị rơi lại, và rơi lại như vậy là lại rơi lại nền ở trong một cái biên tích lũy khoảng vùng 20.5.
Ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì MBB cũng sẽ chưa thể tăng lại ngay được, chưa thể tăng lại ngay được khi mà dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống, tín hiệu MACD khá là xấu. Cơ bản về tín hiệu hiện tại thì MBB tiếp tục đi ngang và biên tích lũy ở vùng 20 đến vùng 21, chưa có những yếu tố đột biến của MBB. CTG xem CTG. Bản thân CTG thì cũng đã có những cái phân tích định lượng chỉnh giảm về dự kiến khoảng vùng 24 đến 24.5, thì thực tế là cổ phiếu này đã về rồi và sau đó thì công thương lại có một cái nhịp kéo lên, và hùng đánh giá rằng những nhịp kéo lên này chắc cũng chỉ chạm về đến đây thôi, và khả năng thì xu thế công thương sẽ test lại vùng 24 một lần nữa, và sâu hơn thì có thể là vùng 22.5 đến vùng 23. Hiện tại thì công thương nó có một cái dấu hiệu tích cực hơn cả so với nhóm ngành ngân hàng, đó là sau khi mà cái tín hiệu dòng tiền cắm đầu đi xuống thì đã bắt đầu có những cái tín hiệu hồi phục ở đây. Cái tín hiệu dòng tiền nó rất là quan trọng để giúp cho chúng ta định lượng được cái sức mạnh của cổ phiếu, và hơn nữa thì tín hiệu MACD và biểu đồ tần suất thì cũng đang có những cái dấu hiệu tích cực hơn, và chính vì nó tích cực hơn thì Hùng Lê cũng đang chờ đón lại ở khoảng vùng 24. Chắc chắn là công thương sẽ chưa phân phối hết hàng, sẽ kéo lên một vài nhịp để phân phối hết cái nhịp đánh này đã. Sau khi phân phối hết cái nhịp đánh này rồi thì một cái lượng cầu mới mới bắt đầu có thể quay trở lại để đánh lại mã cổ phiếu này. Techcombank. Techcombank thì Hùng đã có những cái phân tích dự báo về cái nền phân phối ở vùng 24, sau đó thì dự báo chỉnh giảm về khoảng vùng 22.5. Ở vùng 22.5 này không tích lũy được thì sẽ đạp về khoảng vùng 21 đến vùng 21.3, và trên thực tế thì Tech đã đạp về sâu hơn cái vùng Hùng Lê dự báo là đã chạm về vùng 21. Ở những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng không có gì đột biến anh chị, nó những cái nhịp kéo lên như thế này thì nó cũng chưa giải quyết vấn đề gì, và cái xu thế đối với những anh chị mà đang cầm Tech thì có thể mua thêm ở vùng 21 đến vùng 21.2. Ở cái vùng này thì mua khá là an toàn và chúng ta sẽ chờ đợi những cái nhịp hồi phục của Techcombank từ vùng này, thì cơ bản là hiện tại thì Tech cũng đang đánh những nhịp ngắn thôi anh chị, chưa có những cái nhịp sóng dài. Mắc lại chạm lại vùng 24, chạm lại vùng 24 lại chỉnh giảm. Những anh chị nào có vị thế thì có thể mua để chúng ta đảo hàng, tận dụng các cái nhịp hồi để hạ giá vốn. HD Bank, bản thân HD Bank thì Hùng cũng có đánh giá rằng là trong cái nhịp này thì HD Bank khá là khỏe, và những cái điểm chỉnh giảm thì Hùng Lê có dự báo về khoảng vùng 28, nhưng trên thực tế trong tuần vừa rồi thì HD Bank đã có những nhịp test sâu ở khoảng vùng 27, 27 và hiện tại thì đang đóng cửa ở vùng 27.75, và với xu thế hiện tại thì Hùng cũng có nhìn thấy được những cái động lực mà HD Bank có thể hồi. Thì đối với những cái tài khoản mà đang nắm giữ HD Bank thì Hùng Lê khuyến nghị các anh chị là chúng ta mua ở cái vùng này, ở vùng 27 đến 27.5 để chúng ta đảo lại hàng đó, bởi vì chúng ta kẹp một số các anh chị là cái nhịp 30 này các anh chị không ra hàng theo khuyến nghị của Hùng Lê và đang bị kẹp lại, thì chính vì vậy nên là chúng ta sẽ phải dùng cái phương pháp đảo hàng, tức là chúng ta mua ở vùng 27 ở đây, và ví dụ trong phiên nó lên được vùng 28 thì chúng ta sẽ bán luôn cái T0 của chúng ta sẵn hàng ở đó, thì đấy là cái cách để chúng ta giảm giá vốn. HD Bank thì sẽ cần thêm thời gian và vào những cái nhịp mà chúng ta sẽ chờ đón những cái nhịp mà HD Bank đánh break lại nền 30, tạo lập của HD Bank vẫn còn, yên tâm là như vậy, và HD Bank thì vẫn còn có thể tham gia được, ta yên tâm. VP Bank nhỉ, VP Bank bản thân thì VP Bank khá là khỏe, khá là khỏe. Hiện tại thì Hùng đang nhìn thấy có những cái dấu hiệu phân phối ở đây. Bản thân thì Hùng đã có những cái cảnh báo sớm cho các anh chị rồi. Vùng 28 là VBank sẽ có những cái nhịp phân phối, dòng tiền thì đang cắm đầu đi xuống và tín hiệu MACD bắt đầu có những cái sự suy yếu nhất định, và bản thân thì VBank sẽ bắt đầu phân phối từ vùng này. Hạ độ cao thì chúng ta cũng sẽ chờ khoảng vùng 24. Theo như Hùng Lê đánh giá thì như vậy. Về được đến vùng 24 thì chúng ta nói chuyện, còn nếu mà cứ kéo liên tục kéo lên như vậy thì chúng ta cũng sẽ không chơi, bởi vì như vậy là những cái cách kéo xả của tạo lập thì nó rất là khéo, nó có những phiên giảm xuống và bull lên để cho hút cung cầu của nhà đầu tư cá nhân của chúng ta, và nếu mà chúng ta không tỉnh táo chúng ta đua theo những cái nhịp hút cung cầu đó thì chúng ta sẽ gặp khá là nhiều khó khăn. HCM và SSI, HCM,
Bản thân cái nhóm chứng khoán thì Hùng Lê cũng đã có những phân tích định lượng cho các anh chị rồi. HCM thì đã đi vào một cái trend giảm dài đây, và bản thân thì nó vẫn đi ngang ở quanh cái vùng 16.5 đến 17.5 thôi, không có nhiều định lượng. SSI cũng như vậy, xu hướng chủ đạo vẫn là trong một cái kênh xu thế giảm dài, và SSI sẽ có những điểm chỉnh giảm lại về vùng 15, sau đó thì có thể có một cái hội nhịp hồi phục ngắn ở đây, và sau đó thì theo như những cái định lượng của Hùng Lê thì SSI lại tiếp tục đi, và nó sẽ đi về đâu đó khoảng vùng 12, 13. Nói chung là cái xu thế hiện tại của cái nhóm chứng khoán khá là xấu. VND duy nhất chỉ có em VND thì Hùng đã có những phân tích định lượng. Hiện tại thì sau một cái nhịp VND chỉnh giảm dài thì ta đang kỳ vọng ở khoảng vùng 13.5 ở cái biên tích lũy đi ngang này, và từ vùng này thì có thể bật lên. Tuy nhiên là với một cái động thái về thị trường hiện tại nó khá là xấu, và nhóm ngành chứng khoán thì đương nhiên nó đang rất xấu, chính vì vậy nên là cổ phiếu này nó cũng chưa có nhiều cái cơ hội để bật đi lên. Chúng ta sẽ phân tích một số các cái mã cổ phiếu về ngành thép. Thì bản thân là chúng ta đã có phân tích định lượng hai cái định lượng khá là chính xác ở bên kia con dốc, đó là vùng 24.5 và vùng 25.5, đến vùng 26. Sau đó thì những cái nhịp chỉnh giảm thì chúng ta đã dự báo về khoảng vùng 24, dự báo khoảng về vùng đến về khoảng vùng 24, nhưng trên thực tế là vùng 24 thì cổ phiếu này đã bị gãy, và thậm chí là đến trong phiên hôm nay thì đã bị gãy mất cái nền hỗ trợ. Đây là nền 22.5, nền 22.5 đến nền 23, nền biên tích lũy. Và tín hiệu MA, dòng tiền đi ngang, tín hiệu MA cũng đang khá là xấu, và với xu thế hiện tại như vậy thì Hòa Phát sẽ rơi lại anh chị nhé, xu thế sẽ rơi lại về nền 21.2 đến khoảng nền 21.5, tức là Hòa Phát sẽ có xu thế như này và về đây sẽ tích lũy lại về thị trường chung thôi, bởi vì thị trường chung đang cực kỳ xấu. Tí nữa thì Hùng sẽ nói về thị trường chung. HSG, Hoa Sen cũng như vậy. Hoa Sen thì tín hiệu đường mác khá là xấu, và phiên ngày hôm nay thì Hoa Sen cũng bị rơi mất ở nền 77 ở dưới này. Với cái việc mà Hoa Sen rơi mất nền 77 thì như vậy Hoa Sen sẽ có xu hướng tích lũy lại nền 7, và từ cái nền này thì chúng ta sẽ quan sát ở đây, và như vậy là nó cũng sẽ song trùng với một cái nhịp mà thị trường chung chỉnh dài. NKG, bản thân Nam Kim thì nó tích cực hơn cả trong những mã cổ phiếu của ngành thép. Sau một cái nhịp chỉnh về 9 thì Hùng Lê cũng đã có những cái nhịp đánh giá về là Nam Kim sẽ lấp lại ở khoảng cái vùng 7 7.9 đến vùng 8, vùng 8 này, và với xu thế hiện tại thì cơ bản là cổ phiếu sẽ test lại vùng 8. Và tại vùng 8 này thì chúng ta sẽ quan sát, nếu như lực cầu quay trở lại đánh bật lên thì như vậy là cái cơ hội để Nam Kim đi tiếp là còn, nhưng ngược lại tại vùng 8 này mà bị đạp mạnh xuống như vậy thì nó sẽ bị rơi lại về cái nền 7 đó, nền 7 tích lũy lại. Thì tùy những cái trường hợp, các anh chị lưu ý là những cái điểm nhấn về kỹ thuật nó rất là quan trọng. Nó giống như Vietcombank ấy, nó gãy vùng 87.5 phát nó rơi thõm luôn, thì Nam Kim cũng như vậy, hoặc là Hoa Sen và Hòa Phát thì ngày hôm nay bị rơi mất cái vùng kỹ thuật ở đây. TLH thì không có gì đột biến, vẫn đang test lại ở cái đáy cũ ở vùng 3.2. Ok, như vậy là Hùng Lê đã vừa cùng với tất cả những anh chị em của chúng ta điểm qua lại một số danh mục các cái mã đầu ngành. Thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là trong một tuần vừa qua thì thị trường của chúng ta rất là xấu, gần như là các cái trụ cũng bị mất trụ, và cái nhóm ngân hàng thì nó cũng chỉ có xuyên suốt một số các cái mã cổ phiếu là đạt đạt tín hiệu, anh chị nhận đạt tín hiệu. Và trước một cái làn sóng rơi rất mạnh của chỉ số Dow Jones 30, rơi như thế này thì thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta cũng sẽ bị những cái tác động hết sức là tiêu cực. Bản thân là khi Dow Jones tăng thì thị trường chứng khoán Việt Nam không tăng, nhưng khi Dow Jones rơi thì thị trường của chứng khoán Việt Nam rơi, thì đấy là hai cái sự nó không được đồng pha đó. Thì đấy là một cái điều mà chúng ta cũng đã dễ dàng chúng ta nhìn thấy rồi, và với những cái xu thế bán tống bán tháo của Dow Jones như thế này hiện tại thì thị trường của chúng ta sang tuần tới cũng sẽ gặp khá là nhiều những cái khó khăn.
Bản thân VN Index của chúng ta ngày hôm nay điểm sâu nhất đó là vùng 873, và sau đấy thì Hùng Lê cũng đã có những phân tích định lượng là khả năng thì cầu long sẽ kéo lên để đánh phái sinh thôi. Trong cái thời điểm hiện tại gần như là tạo lập chủ đạo dùng để đánh phái sinh, và thị trường cơ sở của chúng ta thì gặp những áp lực cực kỳ là khó khăn khi mà phái sinh người ta cứ sọc xuống, đúng không ạ? Bởi vì bản thân khi mà Hùng Lê phân tích ở trong cái bản tin video tuần trước thì Hùng cũng đã nói rồi, tức là cái trend chủ đạo của tuần này sẽ là sọc, gần như hồi lên là đạp nó, và liên tục kéo buôn lên buôn xuống như thế này để cho cuốn nhà đầu tư của chúng ta là thấy xanh là đua mua vào, và phiên ngày hôm sau T1 là đã bị lỗ luôn, lỗ ngược luôn ở T1 đó. Thì bản thân là với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng là thị trường của chúng ta đang cực kỳ xấu và yếu, xấu và yếu, và cái vùng Hùng Lê định lượng ở đây là vùng 890 thì nó đã bị gãy qua, và trên cơ sở thì khả năng là có thể có những cái nhịp hồi phục lại ở vùng 890, và sau đó thì nguy cơ cao là VN-Index của chúng ta sẽ đi về vùng 860, và về đến vùng 860 mà bị đứt gánh, các anh chị lưu ý về đến vùng 860 mà bị gãy thì coi như là cái cơ hội để VN-Index của chúng ta hồi phục gần như bằng không, và chính thức là thị trường là đi vào một cái kênh xu thế downtrend dài, anh chị nhé, bởi vì những cái vùng hỗ trợ này gần như đã bị hết, và thực tế thì những cái tín hiệu của các cái mã cổ phiếu, các cái nhóm ngành thì hiện tại Hùng Lê đánh giá là nó thực sự là xấu đối với VN Index là như vậy. Đối với kịch bản VN 30F1M, tức là hợp đồng phái sinh ấy, hợp đồng phái sinh thì trong trong kịch bản tuần trước thì Hùng Lê đã có những cái dự báo là khả năng đạp sâu về vùng 810, tức là bản thân ngay ngày đầu tuần Hùng Lê đã có những cái phân tích dự báo cho tất cả những anh chị em ở trên team của Hùng Lê đó về 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 cái kịch bản của thị trường. Như vậy là chúng ta cũng có thể thấy rằng là phái sinh đã có những cái điểm đạp rất là mạnh, và với những kịch bản hiện tại như thế này thì phái sinh về vùng 810 nó chỉ còn là thời gian thôi, và gần như vậy là phái sinh cũng đã bị gãy, khá là mạnh anh chị nhé, gãy khá là mạnh. Và các anh chị lưu ý là cái cách của phái sinh ở trong cái thời điểm hiện tại đó là chạm hỗ trợ long lên và chạm kháng cự đạp xuống ở đây này. Các anh chị nhìn thấy những cái cây nến ở đây là Hùng Lê để thấy rất là trong cái đợt vừa rồi là phái sinh đánh rất là nhuần nhuyễn ở cái đó. Thế thì trong tuần tới cũng như vậy, tức là có thể chạm về vùng 810 nó sẽ kéo lên, hoặc là bây giờ đã kéo lên 830 thì có thể là sẽ kéo kéo lên đến đây rồi sau đó lại đạp xuống, tức là Hùng liên tục có những cái phân tích về phái sinh ở trên tim, nó liên tục có những cái phân tích ở phái sinh ở trên tim. PC1 OK, đấy là những cái kịch bản mà chúng ta đưa ra dự báo sớm. Hiện tại thì cũng đã khá là muộn rồi, 11 giờ hơn, và Hùng sẽ điểm qua nhanh một tí nữa một số các cái mã cổ phiếu. Hùng sẽ không phân tích hết các anh chị nhé, sẽ không phân tích hết mà phân tích một số các cái mã cổ phiếu cơ bản thôi, để cho anh chị em của chúng ta cũng có thể có những cập nhật. CTD thì bản thân Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng chạm vùng 70 và sau đó thì chỉnh lại vùng 60, và từ vùng 60 này thì có thể sẽ công lại vùng 70, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì như vậy là hơi xấu anh chị nhé, không công lại được đến vùng 70 đâu, và xu thế hiện tại thì có thể CTD lại đạp lại về nền, tức là test lại về nền đây vùng 50, như vậy là nó hơi hơi xấu. Nhưng không sao, chúng ta cũng đã có một cái nhịp ăn ở bên này từ vùng 650 65 gì đó đánh về vùng 70 ở bên này. Cô tích công thì như vậy. VCS cũng không có gì đột biến, bản thân thì VCS đang có xu hướng tạo lại nền 60, và như vậy với thị trường chung xấu thì VCS có thể đạp lại về vùng này một lần nữa và tích lũy lại nền ở đây và hình thành một cái nhịp tăng ở bên này, chúng ta sẽ chờ. DRH, bản thân DRH thì Hùng Lê đã có những cái phân tích định lượng khi mà DRH break nền 5, và mục tiêu thì hôm nay gần chạm 6 thì Hùng Lê đã khuyến nghị một số các anh chị là vùng chạm 6 thì có thể chốt bớt đi hoặc chốt một phần, và cái mục tiêu thì vẫn là đánh về 7 trong một cái nhịp target mà Hùng Lê phân tích tổng thể của DRH ở đâu đó ở cái vùng dưới này. Các anh chị có thể xem lại những cái bản tin trước đây của Hùng Lê nhé.
cùng đây không có nhắc lại. Các cái mã về chứng khoán và ngân hàng thì chúng ta sẽ phân tích tiếp thêm một cái mã STB và SHB. Hồi nãy chúng ta chưa phân tích. Bản thân STB đây các anh chị nhé, Hùng Lê đã rất là lưu ý đến STB, Hùng sẽ đưa lại cho các anh chị 3 ngày STB trong kịch bản phân tích gần nhất. Đây các anh chị nhé, STB trong cái kịch bản phân tích gần nhất thì tích lũy xong vùng 11.5 đánh chạm vùng 12, cover lại hàng giá thấp, và thực tế thì STB đã đạt cái mắc ở vùng 11.9 trong phiên ngày 14 tháng 2 và sau đó thì rơi về quỹ đạo chỉnh. Và Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị là các cái tài khoản mà đang có vị thế thì nhặt ở vùng, nhặt thêm ở vùng 10.8, và ở đây là cái nền hỗ trợ cực kỳ tốt, và chúng ta sẽ dự phòng thêm một điểm 10.6 nữa. Đây là cái những cái khuyến nghị của Hùng Lê đưa ra ở ngày 26 tháng 2 anh chị nhé, ngày 26 tháng 2 về STB. Thì khi đó Hùng Lê đã nhìn thấy được những cái điểm chỉnh ở đây, và Hùng Lê đánh giá rằng là những cái điểm này nó rất là tốt để cho chúng ta đây ngày 26 đây, và một số các cái anh chị đã nhặt được ở khoảng vùng giá 11, và cái xu thế hiện tại của STB thì Hùng Lê đánh giá rằng STB sẽ có một nhịp đánh, nhịp này có thể mạnh thì có thể chạm mùng 12.5 đến khoảng vùng 13. Đây là hai target gần của STB ở trong nhịp đánh này, và cơ bản hiện tại là tạo lập đã vào rồi, và khi tạo lập đã vào rồi thì chúng ta cứ yên tâm như vậy, và chúng ta chờ đợi những cái phân tích của ông Lê đó, liên tục chúng ta đảo hàng như vậy. SHB SHB thì Hùng cũng đã có phân tích định lượng luôn cho các anh chị ở ngay cái phiên ATO, chưa 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 đến ATO đấy. Đặc biệt là tín hiệu của hai phiên đây, tín hiệu cầu của hai phiên hôm nay đạt trên 10 triệu cổ phiếu, cho thấy dòng tiền tạo lập đã đánh lại ở vùng này rồi, và các tài khoản đang có vị thế chú ý là sau hai phiên đẩy cầu thì có thể có thêm một phiên nữa cổ phiếu lình xình 1 đến 2 phiên không gãy bảy, thì xu hướng SHB tiếp tục hoàn thành nhịp chỉnh kỹ thuật tại vùng 6.8, và mục tiêu ngắn là công lại vùng 8, break được vùng này thì mắc cáp sẽ chạm vùng 9. Thì ngay bản thân trong ngày 26 thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về việc là SHB đang có những cái dấu hiệu rất là tích cực. Đây ngày 26 đây, ngày 25, ngày 26 đây. SHB có những cái tín hiệu rất là tích cực, và khi đó Hùng phân tích thì Hùng phân tích lúc đó là thị trường chưa mở cửa, và như vậy là chúng ta có thể mua được ở khoảng vùng giá 7.3, và như vậy là cái điểm Hồng Lê có phân tích ở vùng giá 9 thì đã hoàn thành rồi, và như vậy là cái target mà vùng 10 thì sắp sửa hoàn thành. Với những tài khoản mà chúng ta không có vị thế thì thôi, chúng ta đành phải bỏ qua thôi, và ở đến vùng 10 thì chúng ta canh, chúng ta chốt, và có thể nhịp này thì có thể SHB sẽ kéo được maximum lên khoảng tầm vùng 10.5 đó. Thì đấy là những cái cảnh báo sớm các anh chị nhé, đây là những phân tích sớm của Hùng này ngày 20 đây các anh chị nhé, đó ngày 26 tháng 2 đấy. Hùng nói tại sao Hùng phải đưa ra những cái này để Hùng tránh những anh chị là thường hay comment bảo là ông bây giờ ông nhìn thấy lên thì mới nói sau. Hùng Lê không bao giờ như vậy, có cái gì nói đúng cái đấy, cái gì sai chúng ta sẽ nói là sai, cái gì đúng chúng ta sẽ nói là đúng, bởi vì cái việc đúng sai trên thị trường chứng khoán nó không quá là quan trọng đó, nó không quá là quan trọng anh chị nhé, nên là chúng ta cứ cứ thế thôi. Ngành cao su, ngành cao su thì cũng sẽ phân tích qua mã cổ phiếu PHR. Bản thân PHR thì chúng ta cũng đã có một cái nhịp chốt ở đây ở khoảng vùng 4449, 4849, và sau đó thì cũng có những cái dự báo về khoảng chỉnh giảm về vùng 43, và trên thực tế là PHR đã có nhịp rơi đâu đó khoảng vùng 43.6, tức là cách cái vùng dự báo thì Hùng đã nói rồi, tức là Hùng đã có những phân tích cho các anh chị ở trên team Zalo. Đó là khi Hùng lên định lượng ở 43 thì các anh chị có thể căn ở vùng 43.5, 44 thì đấy, đại loại như vậy. Và cái mục tiêu ở trong nhịp này PHR đánh chạm vùng 55 không có gì thay đổi, nhịp cầu và tất cả trend sóng của PHR hiện tại đang khá là tốt. Tiếp tục một mã cổ phiếu GVR. Và GVR Hùng đã quan sát mã này khá là lâu, nó đã có những cái tín hiệu tạo nền ở vùng 11 khá là đẹp, và hiện tại thì đang có những cái lực cầu đánh lên nhất định, và với những cái tài khoản nào mà chúng ta chưa có GVR chúng ta có thể canh
tuần tới GVR có thể trả lại vùng 11.5, khoảng vùng 11.5 đến khoảng vùng 11.6 thì chúng ta có thể canh vào vị thế ở đây. Và sau khi mà chúng ta vào vị thế xong thì chúng ta sẽ chờ cổ phiếu về đến tài khoản, và nếu cổ phiếu đánh đúng xu hướng thì chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta mua gia tăng tỷ trọng. Mục tiêu của nhịp này GVR đánh chạm vùng 15. Chúng hàng không thôi không có gì, họ Viettel chúng ta sẽ xem lại mã cổ phiếu VGI. Ở VGI thì Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng về cái nhịp ở 30, và rất nhiều những anh chị trong team của Hùng Lê chốt được tương bừng ở vùng 30. Sau đó thì Hùng Lê có dò tìm mục tiêu ở khoảng vùng giá 27 à 27, nhưng trên thực tế là cổ phiếu này về đến vùng 25. Với những tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì chúng ta tạm thời chúng ta sẽ chưa tham gia lại VGI, bởi vì tín hiệu MACD đang bị xấu đi rồi, và đặc biệt là tín hiệu dòng tiền thì như vậy là xu hướng cao là test lại ở đây. Chúng ta sẽ chờ khoảng vùng 25 để chúng ta kiểm tra lại cung cầu ở đây. Kiểm tra lại cung cầu đây mà ngon lành thì chúng ta lại bắt đầu chúng ta vào một cái nhịp mua mới, không sao cả. Đó, anh chị cứ bình tĩnh như vậy theo những cái tín hiệu thôi. Rồi, ok, VTK có gì không ạ? VTK thì không có gì cả. Trước đây thì cũng có khuyến nghị các anh chị mua ở vùng 25. Đó, 25 mà chốt 30 đấy, cũng nhịp này chốt cũng được ăn được 5 giá. Họ ngành dệt may không có gì, tại vì đang tích lũy đi ngang. Chúng ta sẽ phân tích qua mã MPC. Đối với MPC trong giai đoạn hiện tại thì Hùng Lê đánh giá rằng là vẫn 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 đang giữ được nhịp cơ bản, vẫn đang giữ nhịp cái vùng định lượng ở vùng 20, và nhịp mắc ở đây chạm 25 lại chỉnh giảm lại ở đây đâu đó. Nếu như ở cái vùng này rất là đẹp này, vùng này là vùng bao nhiêu, vùng 22, chỉnh giảm lại vùng 22 tích lũy lại được thì cơ bản là đầu tiên là sẽ đánh đánh vượt, phải đánh được break vùng 25, và khi break được vùng 25 thì cái đích đến tiếp theo. Hùng Lê đang kỳ vọng MPC ở khoảng vùng 30. Chúng ta phân tích ngành điện NT2. Bản thân NT2 thì hiện tại Hùng quan sát đang khá là đúng với những cái phân tích định lượng của Hùng Lê ở đây. Hiện tại là đã chỉnh giảm rồi và đã chạm vùng 19, và ở vùng này thì sẽ tích lũy lại một vài nhịp ở đây. Nếu như vậy thì sẽ đánh công lại cái nền ở đây, nền 21, công lại nền 21. Những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại thì cũng dòng tiền đang đi ngang, và chúng ta sẽ chờ một cái tín hiệu nho nhỏ đấy là dòng tiền nó ngóc đầu đi lên. Như vậy là chúng ta sẽ mở mua với NT2 đang khá là đẹp. HND cũng là một cái mã cổ phiếu mà ông Lê có đánh giá về cái nhóm ngành thủy điện, thì HND là ở cái vùng 16, vùng hỗ trợ cứng dài ở khoảng vùng 15, nhưng quan điểm của Hùng là nếu như tích lũy được tốt ở vùng 16 thì cơ bản là đang dự phòng dự kiến một cái nhịp đánh từ vùng 10 16 và lên markup tạo được khoảng ở vùng 20 đối với HND. KDCCI. Các anh chị lưu ý nhóm ngành khu công nghiệp, Hùng Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng ở trên team Zalo. Ngày hôm nay thì Hùng sẽ nhắc lại cho các anh chị, đó là nhóm ngành khu công nghiệp thì Hùng, trong tuần trước thì Hùng cũng đã có những cái khuyến nghị, đó là tại thời điểm này thì chúng ta sẽ chưa tham gia và chúng ta sẽ chờ một cái nhịp chỉnh, bởi vì là D2D thì cũng đã chạm gần markup ở khoảng vùng 65, và như vậy thì sau khi chạm vùng này thì Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo về việc là có thể chỉnh lại ở khoảng vùng 56. Trên thực tế thì nó rơi đến gần vùng 55 ở đây. Và như vậy thì nó sẽ test lại ở đây thêm thêm một hai phiên ở đầu tuần tới nữa. Và nếu như cái vùng 50 55 này không bị gãy, 55 không bị gãy thì như vậy là D2D sẽ tiếp tục có một nhịp đánh nữa, sẽ có một nhịp đánh nữa. Về nhóm ngành khu công nghiệp thì hiện tại đang khá là ok, có thể chạm lại được đến vùng 75 đối với D2D. Rồi, tiếp theo D2D là cái gì nhỉ? IDV thì các anh chị ai mà yêu thích đánh dài thì đầu tư nhé. Tip tip cũng như vậy, tip Hùng Lê cũng đã có những cái dự báo về việc là tip sẽ chỉnh giảm lại khoảng vùng 17.3 và vùng này tích lũy lại được. Thì lường khừng đi ngang ở đây thì chúng ta sẽ mua, và cái mục tiêu của tip có thể đánh chạm vùng 24 đến vùng 25. Bản thân tip thì cũng là một cái mã cổ phiếu mà các anh chị có thể nhìn thấy những cái tạo lập của tip cũng khá là kinh khủng.
Trong nhịp trước nó cũng đánh từ vùng 10 lên vùng 35, đấy là một cái nhịp tạo lập của tip đó. Vậy thì trong cái nhịp này thì bây giờ mới là khởi nguyên thôi, tức là nó đang đang hình thành thôi, và trong cái giai đoạn hình thành này thì Hùng cũng sẽ chưa đưa ra những cái target dài, mà chúng ta sẽ đóng lên, chúng ta sẽ đóng lên đóng xuống ở đây, gọi là những chúng ta sẽ phân tích ở những cái target ngắn hơn đối với tip DTD. Bản thân DTD thì Hùng Lê cũng đã có những cái khuyến nghị ở trên team dành cho các anh chị em của chúng ta, và bản thân thì Hùng Lê cũng đã có những phân tích khi tip đánh một DTD đánh chạm về vùng vùng đâu đó khoảng vùng 11.7, vùng 12 thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng là tip sẽ đánh chạm lại khoảng vùng 10.3. Các anh chị xem lại những bản tin video tuần trước đi, sẽ có từ vùng 10.3 này cổ phiếu tích lũy lại được thì cái xu thế trước tiên sẽ chạm lại vùng 14, và hiện tại thì tip cũng đang đi khá là tốt. Khá là tốt, hai phiên cuối tuần cầu vào rất là ổn định đối với mã cổ phiếu tip, và tạo lập thì cũng như vậy. Các anh chị có thể nhìn thấy rằng tạo lập của tip cũng khi tip đã đánh thì cũng đánh những cái nhịp đánh rất là nhanh, cái quan điểm là như vậy. Và đây đang là những cái nhịp mà Hùng Lê đã nhìn thấy được dòng tiền, đã nhìn thấy được những cái tín hiệu tốt thì Hùng Lê phân tích để giới thiệu cho tất cả những anh chị em của chúng ta. Nhóm ngành công nghệ FPT Hùng đã có phân tích rồi, chúng ta phân tích mã cổ phiếu DGW. Bản thân DGW khi mọi người rất tự tin ở những cái vùng 28, 28.5 thì Hùng Lê lại cảm thấy lo lắng ở cái vùng này, bởi vì quan điểm của Hùng là gì? Hùng đã quan sát những cái tạo lập của DGW, đó là cái cách đi của DGW đi hình rất là dốc, đi lên nhanh và đạp rất nhanh. Thì bản thân đến cái vùng đó thì Hùng Lê đã khuyến nghị anh chị chúng ta chốt, và thực tế thì hôm nay là sau đó thì Hùng đã có dự báo hạ độ cao ở khoảng vùng 25. Đúng không ạ? Và thực tế thì hôm nay là 25.2, như vậy là cũng gần sát đúng không anh chị? Và đến vùng 25.2 này thì có thể sẽ có một hai nhịp là cổ phiếu này sẽ hồi phục lên đây, và quan điểm của Hùng là lại đánh lại đạp tiếp, đạp thế này chưa hết, đạp nhịp nữa, coi như đạp sạch sẽ luôn, và cổ phiếu lại về lại nền 22 đến nền 23, biên tích lũy trung bình 22.5 đó. Thì đấy là những cái dự báo sớm và các anh chị cứ kiểm chứng dần. Ta phân tích một vài con pen AMD có gì không ạ? AMD thì vùng khuyến nghị mua là 1.7. Đó, vẫn cứ còn đấy thôi. Vùng 1.7 AMD như vậy là lại đánh chạm đây, vùng đoạn ngắn này thì đánh chạm lại vùng 2.4. 2.4. Ok. Những cái nhịp test lại ở vùng này khá là đẹp, 1.8 khá là đẹp AMD. Hai cổ phiếu 2 thì ở vùng nào nhỉ? Ở vùng nào đây ta? Tại vì là cái admin của Hùng Lê bị hỏng nên là những cái gì mà Hùng Lê ở đằng trước là nó bị mất hết. Bây giờ phải làm lại 2.2. Hai ở khoảng vùng 2.2. Hiện tại hai đang có những cái tín hiệu khá là đẹp các anh chị nhé, ở vùng 2.5. Đó, thì các anh chị tùy ở 2.2, hình như là Hùng Lê cũng có ghi ở đây là 2.2 đến 2.5 đấy, ở trong cái biên này thì cái biên trung bình đâu đó ở đâu đây này, khoảng 2.35 đấy, ở cái biên trung bình khoảng 2.35 thì hiện tại là hai cũng đang có những nhịp siết chặt ở đây. Tạo lập của hai thì lịch sử là hai đã có những cái nhịp đánh dài lắm, còn những cái nhịp đánh này thì cũng chưa hẳn đã là hết của hai. Sau một nhịp khởi hành và một nhịp ra hàng, và hiện tại thì Hùng Lê đang nhìn thấy rằng là tốt rồi, và cổ phiếu 2 thì cũng là mã cổ phiếu đầu cơ, và chúng ta có thể canh ở vùng 2.35 anh chị nhé. Đánh được cổ phiếu trà đá mà. HAR có gì không nhỉ? HAR bản thân HAR không có gì, ở vùng 3, ở vùng 3 thì chúng ta mua thôi, chiến đấu thôi, khả năng nhịp này đánh chạm vùng 4. Tạo lập của HAR thì nó cũng khá là tốt. HDS, bản thân HDS khi mà HDS đánh về nhịp 4.8 thì Hùng Lê đã có những cái dự báo sớm cho các anh chị đúng không ạ? HDS sẽ chạm về vùng 4 đến 4.2, và bản thân trong tuần trước thì Hùng Lê cũng đã có khuyến nghị các anh chị là để mà không bị lỡ nhịp thì về vùng 4.2 chúng ta mua một ít, về vùng 4 chúng ta mua một ít, và sau đó thì
HSS tích lũy thành công ở vùng 4 thì như vậy là cái cơ hội để HSS đánh vượt lại vùng 4.8 và thậm chí là nhịp này sẽ đánh lên khoảng vùng 5 đến vùng 5.2. Lịch sử tạo lập của HSS thì cũng là một cái mã cổ phiếu, đây các anh chị cũng có thể nhìn thấy đây là những cái lịch sử tạo lập ngày xưa của cổ phiếu rất là tốt luôn, những nhịp tăng của HSS cũng khá là dài. Và trong cái thời điểm hiện tại thì ông Lê cũng đang nhìn thấy rằng là cái đội đánh của HSS đang vào cuộc rồi, và chính vì nó vào cuộc nên là ông Lê đã cố gắng tìm những cái dò tìm những cái điểm vùng giá mục tiêu cho các anh chị để các anh chị vào hàng. Ông Lê không khuyến nghị các anh chị mua ở vùng 4.6, 4.8 mà ông Lê khuyến nghị các anh chị chờ chỉnh về vùng 4 các anh chị mua. Và một số các anh chị thì cũng có nhắn tin ở trên team 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 T0. Ở trên team T0 hay trên team T0 là mua được HSS ở vùng 4.0 nhờ nghe những cái bản tin phân tích cùng lên. VCR VCR VCR. Bản thân VCR thì tạo lập cũng khủng đấy, tạo lập cũng khủng và không có dự báo những cái điểm mà VCR có thể chỉnh lại ở khoảng vùng 10 đến khoảng vùng 10.2 gì đó. Nói chung là nó chỉnh lại lấp lại vùng này anh chị thì chúng ta có thể tham gia. Chúng ta tham gia vị thế ở vùng này nó rất là an toàn. Những cái vùng mà nó đã lên vùng 14 không bao giờ Hùng khuyến nghị các anh chị mua, mà Hùng sẽ tìm những cái điểm ở dưới này. Đó thì các anh chị có thể nhìn thấy rằng là đó, không có gì phải vội đúng không ạ? Trong tuần có luôn những cái vùng giá rất là đẹp cho các anh chị tham gia, và nhịp này thì tạo lập khả năng đánh chạm vùng 20. Chúng ta chờ xem có đánh được vùng 20 không. Hồi sau sẽ rõ. MST DLG MST MST nó MST thì tạo lập cũng khá là ổn đấy, khả năng nhịp này MST đánh chạm 10. MST đã có những nhịp test lại ở vùng 5.5 rất đẹp. Như vậy sau nhịp 5.5 cầu quay trở lại. Nhịp này tạo lập của MST khả năng sẽ đánh chạm 10. Con này cũng là một cái mã cổ phiếu mang tính chất trà đá và đầu cơ, chính vì vậy nên là chúng ta cũng nếu chúng ta mua thì chúng ta cũng sẽ mua ở một cái tỷ trọng vừa phải anh chị nhé. MST DLG 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 thì đã có những cái phân tích định lượng. Bản thân DLG Hùng Lê có khuyến nghị các anh chị đầu tư, bởi vì bản thân ông này thì ngoài cái việc đầu cơ ra thì nó cũng có những cái dáng dấp của việc đầu tư. Em này đã có một cái nhịp chỉnh giảm khá là dài rồi, và chúng ta cũng có thể nhìn thấy một cái tạo lập ở đây sau một cái nhịp chỉnh giảm dài. Nó hình thành được cái nền tích lũy ở đây, và sau đó thì dòng tiền tạo lập đã đánh một cái nhịp ở bên này cũng khá là đẹp. Đánh nhịp bên này là cũng đâu đó từ vùng 2 mà đánh lên tận vùng 12. Đó thì trong cái thời điểm hiện tại là Hùng Lê đã khuyến nghị các anh chị trong team của Hùng Lê đó là mở mua ở vùng 1.6, sau đó là vùng 1.8, và chúng ta sẽ kiên trì chúng ta đánh cái mã cổ phiếu này và đánh dài được và đánh mạnh được, bởi vì là bản thân là cái thanh khoản nó cực kỳ tốt, tức là nó có thể có những phiên giao dịch 5 đến 6 triệu cổ phiếu thì chúng ta hoàn toàn yên tâm, chúng ta có thể ra hàng được nếu như mà chúng ta bị sai 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 xu thế. Ở một số các cái mã cổ phiếu khác cả FRT, ok sẽ phân tích. Bản thân FRT thì Hùng đã có những cái phân tích định lượng ở đây, tức là ở khoảng vùng 17.7, và dự kiến những cái nhịp đi lên chạm vùng 25. Tuy nhiên trên cái đường đi đó thì chúng ta sẽ có những cái nhịp nghỉ ngơi, và những cái nhịp nghỉ ngơi này thì Hùng dự báo rằng là FRT sẽ chạm lại đây khoảng vùng 20.5, khoảng vùng 20.5 gì đó, 20.5 thì tích lũy lại đây. Và sau đó đi lên vùng 20. Về cơ bản là vùng kháng cự mạnh sẽ là vùng 25, và sâu sâu hơn ở đây một tí nữa là khoảng vùng giá 30. Đó thì FRT trong cái thời điểm hiện tại thì nó cũng mới tạo nền thôi. Hôm nay thì bị một cái lực chốt khá là mạnh. Nó sẽ test lại ở vùng 20.5. STK hôm nay cũng bị giảm về thị trường, bởi vì thị trường chung nó đang 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 giảm mạnh như vậy mà STK cũng đang chỉ mới đạp về, chưa chưa đạp về nền các anh chị. Nền Hùng Lê phân tích là nền 7.5. Cơ bản ở đây vẫn là một cái đích đến kỳ vọng ở vùng 21.5 đến vùng 22.
Hiện tại thì STK cần thêm thời gian để tích lũy, bởi vì thị trường chung nó đang quá là xấu nên là cổ phiếu nó cũng sẽ rất là khó để đi ngược lại dòng. Ba con A, bản thân ba con A thì sau một cái nhịp đánh lên ở vùng 14 thì ông Lê cũng đã có những cái phân tích định lượng chỉnh giảm lại vùng 12.5 và chúng ta quan sát ở vùng 12.5. Nhưng trên thực tế là ba na đã đạp sâu hơn một tí, và với những cái tín hiệu kỹ thuật hiện tại như vậy, tức là vùng 12.5 không đạt được thì ba na sẽ có xu hướng tích lũy ở vùng thấp hơn, đó là vùng 11.5, và ở đây thì chúng ta sẽ quan sát ở cái vùng này xem là cổ phiếu ba na đi ngang ở đây như thế nào, tích lũy như nào, và để chúng ta có phân tích định lượng một cái nhịp sóng ở bên này. Và cũng có thể ở đây thì ba na sẽ hình thành một cái mô hình đáy V kép ở đây, nó có hình thành được không thì chúng ta sẽ cần thêm những cái dữ liệu nữa để chúng ta có những cái phân tích định lượng tiếp theo. Ok, như vậy là cũng khá là muộn rồi, 11 rưỡi rồi, và thì Hùng Lê mới làm xong được cái bản tin. Và như vậy thì chúng ta tạm thời như vậy, tất cả những cái mã cổ phiếu nào mà các anh chị chưa có những cái phân tích định lượng ở trên tin, chưa có những cái phân tích định lượng ở trên tin thì các anh chị vui lòng comment vào dưới các cái bản tin ở dưới này, các cái bản tin ở dưới này, các bản tin hàng tuần thì Hùng Lê sẽ có những cái phân tích thu xếp thời gian, hay có những phân tích định lượng cho các anh chị, bởi vì là bản thân một cái bản tin thì chúng ta cũng không thể là bao quát hết được tất cả các cái mã cổ phiếu mà nhà đầu tư của chúng ta đang nắm giữ. Và chốt lại một điều nữa, đó là thị trường tuần tới thì đang rất là khó khăn, đang rất là khó khăn, và chúng ta cũng phải hết sức là thận trọng, và những cái tài khoản nào đang mặc zin thì chúng ta cũng sẽ cân nhắc để chúng ta hạ bớt tỷ trọng. Và các cái mã cổ phiếu đầu tư được thì Hùng Lê cũng đã phân tích rồi, và các anh chị có những cái câu hỏi nào thì các anh chị có thể comment vào bên dưới các bản tin hàng tuần. Đối với phái sinh thì cơ bản trend chủ đạo là sẽ có những phiên long lên và sọc xuống, xen kẽ nhau, long lên sọc xuống xen kẽ nhau. Và trong cái nhịp này thì nếu như những anh chị nào mà chúng ta có những con mắt tinh ý về cái cách mà phân tích định lượng của Hùng Lê thì chúng ta hoàn toàn có thể đánh long lên sọc xuống ở trong một phiên, và chúng ta ăn được rất nhiều điểm, bởi vì trong cái thời điểm hiện tại là đội phái sinh hoạt động cực kỳ mạnh, và cái việc kéo xả cái việc kéo xả rất là lớn. Chính vì vậy nên là thị trường cơ sở nó sẽ rất là bị nhiễu, và chính vì bị nhiễu nên các anh chị cố gắng tránh những cái nhịp đua mua giá xanh ở trong phiên. Và Hùng Lê cũng mời tất cả những anh chị em có những cái quan điểm, đồng quan điểm về đồng hành cùng với team của Hùng Lê tại công ty chứng khoán VPS, để Hùng Lê có thể hỗ trợ các anh chị, để có thể hỗ trợ các anh chị thêm ở trên 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 Zalo, và có những cái phân tích cập nhật hàng ngày. Như vậy thì chúng ta nó cái định lượng của chúng ta nó sẽ chính xác hơn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những cái bản tin tiếp theo.